Education cứ smart nâng à bởi nè chứ như mà thì mỗi cái tham the upper three layer of OSI model cứ bị define TCP function all application layer cho mà đây thằng bởi nè cứ bị smart mỗi nè but on the other that the application layer provide interface between application used to communicate and underlying network over the message are transmitted. Chứ mà này ta roving user, user là thằng lớn này. Chứ mùi nâng networking, nâng thằng cao này. Application layer cứ thua cá nó cho lọt nâng. Mà này là cứ thua cá đảm bấy. Negotiate bì user, mặc layer user, mặc cán layer network này. Chứ application này, chlai chlong mình protocol thằng bấy chlai chlong như thế. Chứ protocol mà chúng muốn đại work nơi lời application layer đại khí hiện tại tại Prado ngày nắng cứ HTTP website trong website vì ở nơi lơ layer one layer two thì cứ bên nơi layer application layer 7 file transfer protocol trong bây giờ download file bây giờ upload file khi dùng prapra file transfer protocol cứ FTP cho anh còn nơi lơ layer thì mùi đấy hay dân có bên tích tiết bây giờ riêng đào để chia riêng mình sẽ chỉ prá và tại bây giờ thứ ca dạng ai prá TFTP cứ Trivial File Transfer Protocol anh cứ prá đầm bay transfer file bị computer bởi dưỡng cho được nông router được có switch file tối tối miền IMAP xâm rạp receive và retrieve email hay nâng điền này domain name system nơi khám bốc dưới nâng dạy detail bị protocol mùi mùi nâng chấm bút presentation hay nâng session chúng a presentation layer nó cứ viên miên tu này tí bay dùm khăn tí mùi cứ viên nâng cứ viên format viên present data nơi khang số device make sure tha data nâng cứ viên nâng compatible chỉ mùi nâng end device được gọi destination device chúng viên có thơ cả từ lơ ca compress data thơ mách a data nó ai decompress mà quýnh đối destination device mùi tiết cứ về ai thua encryption data xâm rạp transmission hay make sure tha destination data nâng ai decrypt anh nó mà quýnh mà anh nó miền này thật chạy miền này tha nó bê đầy dương miền PCP đã send data ai kênh tư vinh mà PC mùi hay PCP chứ bên này để xem máu ưu tiên họ ta chứ lại đi à presentation đấy bên này data xem máu đo lại đi chứ presentation nó thưa cái gì format bên thưa cái encrypt đây chân tử chứ mà đo lại đi với mà đo lại chất end user này cho đến user này viên thư ca decrypt mà mình ok rồi có convert thử mấy make sure tha về PC mùi ní hay là PCP ní ai communicate kia kia bàn chả năng cứ chìm một nghĩa chấm bóng rồi bó presentation layer chấm bó session layer ca nghĩa chấm bóng một viết cứ viên năng bằng cách hay năng maintain dialog đối ca sân tình yêu rồi viên PC rồi có rồi viên device nâng device chứ rồi viên ca sân tình yêu rồi viên source hay destination application chứ mà này ta bản thân chỉ dùng access website mới chứ là session layer nó cứ vi add store session và nè store activity bên này là dùng connect tới cái website mới nâng TP cứ vi add handle exchange of information ca chlai chlong bỏ miễn to initiate dialog. Chứ mà này ta vì handle ca chú lạc chôn bộ rồi miễn là bây thử mấy ai à ca xong tình yêu à dialog nâng ai ca lạng bàn. Keep them active bởi này ta ai dialog nâng active. Hai có vì ai restart session nâng đài. Bởi xanh chìa session trở bàn destruct rồi có idle không giả bê na mùi dù. Chứ như mơ được lại nữa.
dư khai thay nó không application layer cứ về responsible ở trong presentation layer cứ về responsible xong là format compress hay encrypt dương và các cái scroll file page đã nơi càng sản đại này biến mkv nó file video bị dương download video rương ấy vì ai miền và page file bản đó mùi vì ai miền và page file mov gif apc chúng phụ à file từng ảnh nên bên nào để virus chuông cả network trong presentation này nhà đáp rồi đảm bảo thử mấy make sure thả file là send trên vì user A tới bên từ đó user B ai bật bật một khi mà ok từ to mà tiếp chúng mới protocol send tiếp đã có thực can ở trong application layer đấy mình được chia DNS DCP hay năng web HTTP. Chúng ta TCP IP application protocol specify the format and control information. Chúng mình thấy là TCP IP application cứ biết ai format hay năng control information, xem là communication rồi biến point A tới point B. Chúng application layer protocol prapra đổi từng soft port, từng destination port, đảm bảo thưa anh miễn, anh được không? Communication session. Chúng ta đảm bảo our communication, chốt chế, application, protocol, trở ban implement, so high destination trở ta compatible. Bởi vì chỉ so high destination mean application layer protocol that are compatible could be an exchange communication bạn. Client này cứ kinh dây PD này. Cho domain name system cứ chia switch đã thử mấy chia dùm translate bị chmuk tới IP. Cho bây giờ vai google.com cụ thể hóa. Cho hạ bị google.com cứ bị nâng translate. Cứ bị nâng translate tới public IP nào mối. Đã cho anh nhà đại dưỡng access service nâng bàn domain name system cứ pra đầm bay cầm ai dương vai IP direct đã ra bên là dương vai IP direct dương vào bạn trăm và bạn ấy dương từ chẳng dương ở lại vai IP là bìm chẳng cả để ra dương bạn trăm mối tiệt cứ DHCP chẳng DHCP cứ chia application layer protocol đấy cứ pra đầm bay bạn chạy IP là cái nạn dynamic trên user PSS mà ở trong bách configure IP thì nâng được tụi bàn IP gateway hay nâng DNS chẳng dân khơi tha group application được off sẽ tầm mình port riêng riêng luôn ủ tí hồ đối DNS chẳng ai port TCP rồi có UDP port lệ 27 DCP client port lệ hồng 7 UDP server port lệ hồng 7 UDP UDP. Chẳng cả dương riêng P transport layer dương chú bác mong thả nực nông transport layer group application so tầm mình port number bọc luôn ai chẳng mà xin chú ở mình port number tế nông transport layer vì ai identify thả ta à port 27 nè anh chị ấy à port hồng 7 UDP nè anh chị ấy chẳng bên này vì chú lòng cắt transport protocol chú lòng cắt transport layer cứ bên này ai cũng nọt chẳng bằng trong bài job cứ dùng gì web HTTP cho nên cái nông HTTP việc prapra TCP cứ control transmission control protocol port lệ 80 nên port lệ 80 chúng nó TCP dùng gì bật to từ lời peer to peer chẳng phải giờ đó peer to peer bạn này thả bị mùi tới mùi P2P với tôi bị client server nếu có client server bạn này thả server mùi ai mình client chẳng là sẽ bởi ta bởi xin chỉ có P2P ở đây trong đồ này kê bà hà nhầm bị ở client server model chẳng client server client server process cứ ai chặt tốt khác via tunneler application layer chứ là client server model đó, device viên request của miễn
I divide that request form mình dương hai vị thà chỉ client hai divide that respond request mà mình như ai hai vị thà chỉ server chắc riêng rồi bây giờ client cho button nào mới được cho website nào mới cứ nâng thuê request từ cái server chắc bây giờ để server khởi request nó quyết nâng respond mới chứ nó trong application layer protocol we describe format xâm rạp request and respond between client and server chắc client nè request server nè nè respond ឧទាហរណ៍ដូចក្នុងរូបនេះប្រហែលជា client ហ្នឹងបានធ្វើ request download រូបភាពនិង file មួយចំនួនពី server ពេល server ឃើញ request បែបហ្នឹង server នឹង send ជា reply ទៅវិញជា respond ទៅវិញចាំមកនេះថា client ហ្នឹង download មួយទៀត peer to peer network អញ្ចឹង client server យើងបានឃើញហើយ client server គឺវាមាន server ដែលជាអ្នកចាំតែទទួល request ទេ server មិន request client ទេមានតែ client ទេដែល request server ប៉ុន្តែនៅក្នុង peer to peer network អត់អញ្ចឹងទេនៅក្នុង peer to peer network បានន័យថា client អាចជា server server អាចជា client វិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងកន្លែងនេះគេឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង peer to peer network មាន computer ពីរឬក៏ច្រើនដែល connect ទៅកាន់ network ហើយអាច share resource ដូចជា share printer share file ដល់ចាំបាច់មាន dedicated server អញ្ចឹងវាអត់មាន server ទេវា connect គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគេថា every connected end device គឺបើន័យថាឲ្យតែ device ណាដែល connect ចូលគឺដឹងតែហៅថា peer ហើយហើយវាមានទូនាទីទាំង client ផងទាំង server ទាំង server ផងអញ្ចឹងគេថា computer មួយអាចគិតថាខ្លួនវាជា server នៅពេលណាដែល នៅពេលដែលអាមួយទៀតក្នុងពេលតែមួយនឹងវាជា client ឧទាហរណ៍បើសិនជានេះជា server អានេះជា client បើសិនជានេះជា client អានេះជា server វិញអញ្ចឹងយើងមកដល់ហើយនឹងមានសំណួរអីចំណែកខ្ញុំអត់ទេគ្រូអូបាទចាំផាយជាអត់អីព្រោះឯងដូចជាមិនប្របាយប្រហែលដែរវាគាត់ទ្រឹស្ដីបាទគ្រូបាទទៅមុខទៀតនៅក្នុងនៅក្នុង CNA វគ្គ2បានមានអនុវត្តច្រើនអាហ្នឹងវាមានអីនិយាយច្រើននៅក្នុងនេះវារៀនទ្រឹស្ដីច្រើនយ៉ាឡើងមកដល់ P2P application ចំពោះ P2P application អាចអនុញ្ញាតឲ្យ device ដើរតួជា client ផងដើរតួជា server ផងនៅក្នុង communication តែមួយចឹងនេះបាននិយាយខាងដើមចឹង client ផង server ផង some P2P application use hybrid system where HP assume that an index server to get allocation of resource store on another peer ចាំមកនេះថាក្នុង P2P application ខ្លះប្រើប្រាស់ hybrid systemដែលអាចអនុញ្ញាតដែល peer ទាំងអស់ហ្នឹងអាច access resource ពី peer ផ្សេងទៀតបានខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ធ្លាប់ប្រើ torrent ហ្នឹងមែនទេអា torrent ហ្នឹងវាប្រើរបៀប peer to peer នេះបើនៅតែ computer យើងទៅ download អា torrent file ហ្នឹងពី computer អ្នកផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងជាយើង upload មកឲ្យយើងអាហ្នឹងជាអាចនិយាយថាវាជា peer to peer application ដែរអញ្ចឹងមួយនេះកន្លែងនេះ common p2p application គេថា p2p application គេថា computer មួយមួយហ្នឹងនៅក្នុង network អាច run application ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យវាដើរតួជា client ផងអាចអនុញ្ញាតឲ្យវាដើរតួជា server ផងសម្រាប់ computer ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងប្រាប់ application មួយនៅក្នុងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍យើងប្រាប់ BitTorrent អញ្ចឹង BitTorrent ហ្នឹងប្រើប្រាស់ p2p អញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលយើង connect ទៅ torrent network យើងមាន torrent application ពេលណាយើង download គឺអាចយើងអាច download ចេញពី computer ណាមួយយើងមិនមែន download ចេញពី dedicated server ដូចយើង download ចេញពី YouTube អីអូខេយើងអាច download ចេញពី computer ណាគេមួយ
ឧទាហរណ៍នេះនៅឡើយនេះចានេះឧទាហរណ៍អានេះជាកុំព្យូទ័របស់យើងយើងដោនឡូត torrent file ចឹងអាកុំព្យូទ័រ3នេះអាកុំព្យូទ័រ3នេះវាមាន torrent file នឹងដែរវាមាន torrent file នឹងដែរពេលណាដែរមួយ PC យើងដោនឡូតវាប្រកាសប្រាប់គ្នាវាភាជិតជិតហ្នឹងថាណាគេមានអា file នឹងអត់បើសិនជាមាន file ហ្នឹងឲ្យ upload វាវិញមកចឹងចឹងពេលណាដែលអាមួយនេះចង់បានពេលណាដែលវា download ចឹងព្រោះនេះ upload ទៅវិញចឹងវាអត់មាន dedicate server ទេចឹងហើយបានពេលយើងរៀងរាល់ពេលយើង download file torrent នេះបើសិនជាមានអ្នក download ច្រើនបានន័យថាយើងមានលទ្ធភាព download បានលឿនប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នក upload តិចនឹងឲ្យមានអ្នក upload នឹងតិចចឹងយើង download អត់បានលឿនទេឃើញយើងមិនដែរចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ sheet នៅក្នុងធុរណាអរលោកគ្រូអត់ឃើញស្មានដោនឡូតអនឡាញសម្រាប់ផ្ទះទេលោកគ្រូទីអត់ទេអត់អត់ដូចចឹងបើសិនជាដោនឡូតធុរណាគ្នាយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយថានៅពេលណាដែលយើងដោនទៅវាមាន sheet ច្រើនហ្នឹងបើនេថាអ្នកដោនឡូតច្រើនគឺ file ហ្នឹងដោនឡូតបានលឿនមកចាប់អារម្មណ៍ថាដោនឡូតបានលឿនខុសពីធម្មតាអា file ណាដែលអត់សូវ popular មានអ្នកដោនឡូតតិចយើង download បន្តក៏នៅតិចដែរដោយសារវាអត់មានអាចទេវាអត់មានអាភាវាពេលណាអត់មានភាហ្នឹងយឺតបដែរជាប់មានតែគេ upload វាមិនយឺតបាទហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុង torrent យើងដាក់ file របស់យើងចោលហើយយើង upload ដូចគេណាអា file យើងដាក់នៅក្នុង torrent ណាឃើញវា upload load ហ្នឹង upload បានន័យថាមានតែគេផ្សេងទៀត download ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកយើង upload ដូចគេជាងការ upload ឡើង1 2 មេអញ្ចឹងទេវាមានអញ្ចឹងចាញ់យល់បានណាទៅទៀតចំណុចទី3យើងនិយាយអំពី web ហើយនិង email protocol អញ្ចឹង web យើងច្បាស់ហើយថាយើងប្រើ protocol HTTP ប្រើប្រាស់ TCP IP ប្រើប្រាស់ TCP protocol port 80អញ្ចឹងថាតើពេលណាដែលយើង click ចុច website ហើយនឹងពេលដែល server respond មកវិញវាធ្វើអីខ្លះ step ទី1ពេលណាដែលយើងចង់ឲ្យ web browser អាចបកប្រែ translate ព័ត៌មាននឹងឲ្យយើងឃើញបានមុនដំបូងយើងវាយ URL ដូចជា cisco www.cisco.com ជាពេលណាយើងវាយ comment បែបហ្នឹង client របស់យើងនឹងរត់ទៅរក server ដែលមាន IP ហ្នឹងព្រោះអានេះដោយសារយើងប្រើប្រាស់ DNS ជាងវានឹង translate www.cisco.com ទៅកាន់ public IP ណាមួយហើយនៅក្នុង public IP ហ្នឹងវាមាន web service អញ្ចឹង client របស់យើងនឹងរត់ទៅរកនេះ index នេះរត់ទៅរក index HTML នេះមានទេអញ្ចឹង client យើងនឹងធ្វើការ request ទៅកាន់ server ដើម្បីទទួលបាន index HTML អញ្ចឹង browser check មើលខ្ញុំបាននិយាយខាងមុនហ្នឹងថា browser វានឹង check មើល cisco.com តើវាត្រូវជាមួយនឹង public IP អីគេដោយប្រើប្រាស់ DNS អញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលវា connect ទៅ server ហ្នឹងវានឹងព្យាយាម initiate HTTP request ដោយប្រើប្រាស់ send get request ដើម្បីទៅរក index HTML file ពេលណាដែល server ហ្នឹងពេលណាដែល server ទទួលបាន request ហ្នឹង server នឹងធ្វើការ respond ទៅកាន់ request ហ្នឹង server នឹង send index HTML file send to our client ពួកឯង client ណាសេះហើយ index HTML file ហ្នឹងអញ្ចឹង server នឹង send ឲ្យ client វិញពេលណាដែលអា file ហ្នឹងទៅដល់ client web browser របស់ client ជាអ្នក decipher បើន័យថាជាអ្នកបកប្រែពី HTML code ទៅកាន់ web ទៅកាន់របស់ដែលយើងអាចមើលបានមនុស្សទូទៅអាចមើលបានអញ្ចឹងចានគឺជាពិសេសទូទៅពេលណាដែលយើងចង់ request website មួយគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអាកន្លែងនេះនិយាយអំពី HTTP ហើយនិង HTTPS HTTP គឺវាអត់មាន encryption ទេបើណាតែជាអត់ជា protocol មួយដែលអត់ secure ប៉ុន្តែបើ HTTPS វា secure ជាងអា PS កតុយហ្នឹងបានតែ secure ហ្នឹងឯង
nơi cái nông ấy thì nơi cái nông web cứ bị miền comment message bấy thì một cái get bị thả get nâng bạn này thả lại anh được khỏe tại ta bị post bạn này thả upload bị bị post bạn này thả upload data file từ căn web server đôi chia form data bị post bạn này thả upload upload nó upload là bỏ thông thông đôi chia cái rụp hiếp video web xem xin. Nhưng bây giờ chỉ nên walking club lên HTML club lên ở JavaScript ấy, và có chỉ khơi nhỉ à get post ấy nông anh nó bị chia basic process bên này để dùng cho anh xây website mùi. Bắt đầu mà tiếp dùng mơ email protocol bên này để dùng send hay là receive email cứ bị mình protocol đã mình tu này tí đảm bày thừa là bọn này chẳng là bọc bí đã dùng khán cứ SMTP cứ chỉ protocol pra đảm bày send email hay nâng pop chỉ môi nâng pop hay nâng IMAP pop cứ chỉ protocol đảm bày được triệu đảm bày được tua bàn email màu quên IMAP có đảm bày được tua bàn email màu quên đấy trong slide khám bốc dương nâng riêng thả ta a pop hay nâng IMAP có nhìn mực chứng bên này để dùng trong send email lại kia bên này để dùng para protocol chúng ta SMTP simple mail transfer protocol đó đảm bảo anh nhà để dùng send email bị dùng từ căn kia bạn vận tải bên này để dùng chỉ dùng tiền email mà với nhá cứ dùng para SMTP thì cứ dùng para pop post office protocol a pop nâng bị chỉ dùng retrieve email mà dùng với IMAP có đôi khi đấy, có viên là retrieve email mà dùng mình này. À là dùng mơ phiếp khóc nế rồi viên pop hay nâng IMAP. Ôi này cả toàn dây, cái dây pop sân, à là dùng dây pop sân. Pop cái dây application, pra pra đầm bây retrieve email from email server. Nó bây nà đầy mail, trở bàn, cứ trở bàn download bì server, tới căn client. Dùng protocol chung mô thả pop nữa. Nâng delete email nâng chào chứ mà này tha pop protocol bên này để dùng download email nào mà đã vì ở store nâng nông application bởi dương này chứ pop vì ở store message bởi dương này riêng rồi bên để dùng chọn tựa email nâng cứ dương download p server mà là hốt chứ chúng ta chúng mỗi guitar server start pop service by passively listen to TCP port mà rồi đọc xâm rạp client request trên server này listen bên nào đại client request pop nè viên nó bỏ email nè rồi trên là bên nào đại client chọn para service nè viên send request đảm bảo establish TCP connection chỉ mỗi nè server trên là bên nào đại connection establish pop server nè cứ việc send greeting message trên client hay nâng pop server I exchange command respond rồi hỗ trợ tại connection nè thử finish và chọc thì chẳng được chứ nó không có note lại này cái ta pop nó cứ bị store message đấy hay có ad recommend xâm rạp small business đã trả cả centralized backup solution này của ý bởi xin chỉ dùng ad store dùng backup ad cái gì mình chẳng này cho ta biết copy IMAP IMAP cứ chia protocol đã thử cả đôi pop nhỉ cứ chia protocol đã prap ra đầm bay retrieve email còn bên tay vì copy pop bạn này ta bên này để user connect từ IMAP server vì nằm chỉ dùng copy message đã download rồi nhé từ đó nó có nó client application trong việc copy pop pop cứ ở bàn download đi mà riêng rồi bên để việc chọn retrieve email cứ việc nâng access the server load trong IMAP copy pop lại như này cứ việc nâng copy a message nhé tốt nó có client application chứ mà này ta original message nó cứ về cứ viên nơi lơ server nó tự đại là hỗ trợ để dùng lục biết bạn vì ở miền chứ vì ai bị store nơi lơ server phó bị store nó không phải là application phó chứ là nó chỉ xây ra việc khóc từ nâng pop chứ nó bên là user xong ra chất thành lục message nó server và có chế synchronize
hai server nâng lục message nâng trên bì server bộ này chả nâng copy dân send email dân pra gmail đó bên nào để dân delete gmail nào mối chẳng bê dân delete nâng à server bộ google vì lì đài tôi sẵn nâng chỉ action đã user nâng request to can server nằm bay ở vị thừa chẳng lấy những gì đó là IP address service nhưng dễ đọc lại nó như vậy IP domain name service chứ đi nè cái gì protocol bên nhà dùng dùng prapra rồi này à, protocol mới nó cứ kê thừa là nằm bấy bỏ pra IP smooth từ IP chứ nó có điện admin term mới tầm khán cứ fully qualified domain name chứ bên này điểm với dùng bài www.http www.cisco.com mà nó ngay cái hào viết là fully qualified domain name that are much easier for people to remember than chứ mà này tham mình dùng ai chọn chấm www.cisco.com là hạt chiến chọn chấm mỗi này chứ điện app protocol nó cứ bị define automated system service that match chỉ mỗi người resource name that resource name cứ việc trở cả chỉ address đại minh lệ chẳng về include format xem ra query response data gì đó chẳng chẳng ai mơ ru cái này nằm bây giờ cứ riêng rồi bây giờ dùng command URL www.cisco.com cứ việc nâng tập bộ một phút cứ việc thôi cả request cái DNS chúng ta đi để dùng vài URL xây đà computer dùng rồi tập bộ một cứ điện này bên này là việc look up nó không điện này server điện này server gặp thà cisco.com nó việc correspond chỉ môi nó IP và phần này chẳng anh ấy chả điện này việc gặp client thà này ấy IP phần này tới ban ở request này anh trong ban này chẳng việc rồi mở internet vì mà xem mở đó đi, hay mình respond back the way. Trên cái này vô tới điện này nè, ăn bãi này, mình sẽ tụ từ vía. Cái này cứ chưa đặt DNS message type, chứ tí mối cứ dùng hai thằng end device IP before address à cái end này cứ associated name server hay anh ấy prà dùng đáp IP version 6 tí âm x cứ prà nằm bay mê chain anh ấy cứ chữ code name nực nông DNS chân đập bên này để client bắt cắt query mối server DNS viên nâng look up nực nông DNS record đập bay resolve name nâng chúng bản thân chỉ việc ai resolve bản thế việc ai resolve nên bản thế đã record để restore nên thế việc nâng contact other server xem rap resolve nâng chắc bây giờ computer bây giờ bây giờ configure DNS kia configure P mà này primary hay secondary chắc bây giờ đã primary rồi khởi việc nên chọn secondary chứ after match is found and return original requesting server the server temporarily store the number address in the event that the same name is requested again. Chứ bên này ta riêng rõ bê đại biệt rõ khơi nháy chẳng server nâng we add loop liêm liêm thì we nâng store IP address bà đó xong nâng bên này đã miền request xếch sẽ là xin hoa tiết chứ anh ấy cứ chỉ điền này format in mean a question mean answer authoritative additional agenda នៅ កន្លែង នេះ គឺ ជា DNS hierarchy បើន័យ ថា ឋានានុក្រម របស់ DNS ហ្នឹង ត្បូង បំផុត គឺ វា មាន root domain root domain គឺ ជា highest DNS level ចាំ ពេល ណា ដែល វា ដល់ root domain ហើយ បើ វា ដល់ top level domain ដូចជា .com .net .say ចឹងមក
tôi mà tiếp bạn biết thử mà đó cisco.com cisco.com mà đó www.com gửi này là nè ai dừng ở sách này là nè ok nhìn chân của tiêu bà xin chỉ điện này dừng prai chỉ thảo về domain giờ thì quay máu vì chỗ này sân tôi mà tiếp về lục áp nó không quản lý về cái nhà mà đi lục áp nó đi vì làm đòn chơi ok. Chứ là top level domain đó, vì mình chẳng là mình chỉ .com, .org hay năng .eau chẳng tới, .kh, .th chẳng tới. Chẳng .com bên này là company, .com bên này là company, chứ ai chỉ là cái này business industry gì tới, website rồi lôi. Org, .org bên này là chỉ non-profit, bên này là chỉ ông cá đó, mình dục prạc, mình ra gì chẳng tới. Anh ấy chụp một tê .eu.kh chứ chứ nằm bây dương trong đăng tha à website để dương access nữa vì miền DNS vì miền IP address mà chứ ai prai comment NS lookup comment NS lookup nó mà này ta vì pchì diếm rốt IP address that correspond chỉ mỗi nâng website mỗi nâng ok chứ nhóm đã ai kia yên mượn tí NS lookup dạ tại vì dương pin chứ có miền public IP generate mà này mà chăm bài pra này lúc các bạn này anh phải chỉ điện anh nhóm miền bánh hà alo lư lư nhiều mặt à, toàn đá nhanh lư của lư ba bạn chẳng bây giờ vay anh ấy lục áp alo mời đi mọi người ủa thế nhưng vay google.com cái vì trên public IP mà chẳng bây giờ ta à google.com bên nào giờ sẽ tới viên translate mọi người nhìn viên translate mọi người chứ từ ping Facebook lên score là ping score nè anh ơi chỉ vào lấy IP mối tiết từ DHCP trên DHCP cứ chế protocol đã work nó trong application layer hay provide IP address dynamic tới căn client trên DHCP chứ DHCP nó cứ consider as dynamic addressing bởi dùng priority cho mỗi static để static mà này thật là IP luôn ấy DHCP server đẹp đạo chứ nó bên nào để host connected can network DHCP server nó cứ contact cứ à client nó contact DHCP server hay address nó cứ trở bàn request chứ bên nào để DHCP server nó khởi mean request nguyên nâng từ chạp dọc IP nâng nông pool nà mối đá vì miền chứ một tiêu thay IP nâng màu pool mà đòi cao phim rộng bởi chụt mùi chụt xôn nguyên nâng từ rộ nông pool nâng và sân chỉ miền IP nà available cứ vì nâng chạp mùi mà dùm ai user chẳng kỳ đa many network use both DHCP and static
chẳng vì miền ảnh thả bởi gió xìm xì kia chẳng bình rồi bên là dùng pra DHCP xâm rạp general purpose connect can device nà đã ọt specific vấn tài bởi dương trong connect device ủ tì hồ đi router firewall switch ý dương ở lại đã DHCP ba này đời xa bộ device nà bà này ta viên nơi chốt á vì ọt viên thật thay là hồn ủ tì hồ đi printer chứ và sẽ dương đã DHCP mà ngày IP đi mà ngày IP nó cái print ở cao đi chứ á chẳng là bỏ khá dân ra consider tha DSP đã DSP hay năng đã static cái môi na lo chuyện chứ chẳng là hiện lần bạn cái này cái gì pi DSP operation chẳng bên nào để dương vậy đó DSP operation cái dương vậy pi là bỏ buồn thì mỗi cứ DSP discover DSP discover đó bởi dương vậy ấy clay ban này tham client nâng chi giếm rộp mơ nâng nông broadcast domain bọc luôn á thả ta miền DHCP ná ai provide IP hỏi ọt hả nâng kì dịch ấy đa client thử môn đồ bố kì viết với DHCP discover vì rô khơi thả ta miền DHCP ọt chân bê nâng ai đa bà sân chỉ miền DHCP nâng nông broadcast domain mùi ná vì nâng thử ca respond từ can client đòi pra DHCP offer chân DHCP offer nâng cứ chia message đã generate đối DHCP server. Bên nào để client khơi tha hộ mình DHCP server nâng nơi 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 lại nâng ấy viên nâng thưa cái request. Vì đưa cái request nâng viên vì request viên xong IP. Chẳng bên nào để IP nâng trả bà sai rồi ấy server nâng acknowledge từ ở client viên. Chẳng này dân vô đây này. Vô bán lại nè. Ở đây mình switch mũi. Đây mình switch mũi. Mình PC mũi. PC P. Còn em chế. Còn em chế. How you mean server? DCP. Okay. Chẳng bà sân dưới chọn sử dụng chạm dạng ai hào viết thật đồ ra. DCP. Discover, offer, request, acknowledgement. Chẳng bên đã PC này trong ban IP. Chẳng viết thật nhá. Discover. Discover and broadcast. Ok. Dương đăng ấy, nơi khnông mê riêng bó dưỡng, bên nào đã broadcast traffic nâng mà đó switch, switch nâng thua cá, broadcast bà tỏ, tới group port, lực lên tập port để bị chỗ lên. Ok. Dương à discover mà đó là anh switch nhịp, switch nâng thua cá, sủa. Vì nâng bó, thì quay nó mà ở PC như đây. RPC này vì thế, vì ở tool tế, là sao vì mình chia DHCP server tế. Chẳng vì khơi discover, vì ở tool tế, vì thế vì mình chia DHCP server tế. Vẫn tại, bên là dial à request discover nó mà đoàn hiện. Anh ấy kể thay, ok, vì chia DHCP discover. Chẳng, và vì chia DHCP discover, vì nên thơ ca respond to win. Respond to win lên chia broadcast hay, respond to win chia unicast. Chẳng vì chụp chẳng chẳng port đi đây, vì đã rạch thật căn PC đúng không? Chẳng bên nào đài PC đã tua bàn ổ mình đi HP server hay vì nâng thua ghế vì nâng thua request DHCP request chẳng bên nào chụp chế mình nâng thua acknowledgement khi những ai vừa là đang bán chỉ một xe tu tới body DCP nè trong một job như vậy before sharing
bây giờ vậy file thế giờ tôi đang vậy vì FTP trên FTP cái chi application đã tôi ban bằng cả lá năm bảy anh anh nhà ở miền data transfer ruin client hay server chứ FTP client cái chi application mới đã run ở lên computer chỉ tôi tới application mới nó upload hay nên download data trên vì FTP server bạn thì nó step thứ mới client establish connection ទី 1 ទៅកាន់ server សម្រាប់ control traffic ដោយប្រើប្រាស់ TCP port 21 អញ្ចឹង traffic reply នឹងគឺមានទាំង client command ហើយនិង server command នៅក្នុង step ទី 2 client PM establish second connection ដោយប្រើប្រាស់ TCP port 20 អញ្ចឹងនៅក្នុង FTP វាប្រើ port 2 ទី 1 គឺ control information control traffic ប្រើប្រាស់ port 21 ហើយនឹង data ប្រើប្រាស់ port លេខ 20 អញ្ចឹងគេថា connection មួយនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង រៀងរាល់ពេលដែល data នឹង ត្រូវបាន transfer ចំណុចទី 3 data transfer នឹង វាកើតឡើង ទាំង direction ទៅ ហើយនឹង ទាំង direction មក អញ្ចឹងពេលណា the client download គេហៅថា pull data ចេញពី server ពេលណា client upload គេហៅថា push data ទៅ server chúng như mới khi ta bị miễn lock pi control connection cứ prapra TCP port lấy một pi muối data connection prapra TCP port một pi pi chẳng stop the bong via nâng PM initiate control traffic sẵn và có một tiết bên nào control traffic success ấy via nâng chỗ đó data client cái chia message block SMB and then go client server FTP application chỉ chúng ta biết chỉ là việc file sharing application trên biên biên function bay xâm rạp SMB thì mỗi cái start authenticate and then terminate session thì biết control file and then printer access hai năng lại application là by send receive message từ can device sinh tiền bản trước khi ta unlike file sharing supported by FTP client establish long term connection to server trên client may establish connection you and server the top connection trở by establish user được client I access the can resource the server dial resource năng local tekan client chẳng vì là biếp sử dụng cho mỗi năng FTP đại tế SMB năng server message block trên năng nông mê riêng mỗi năng dựng riêng ông bì protocol chẳng đại dựng bà năng nông application layer room bởi chỗ tổng áp cứ presentation session năng áp application. Chính application layer này chỉ tụi tới cứ chia protocol, cứ chia layer protocol đã. Thực ra đảm bảo exchange data, rồi viên source hay là destination host. Chính là cái nói application layer với miền bảy cứ application, presentation and session. Chính là presentation cách ca chuẩn bỏ mà biết cứ về format, compress hay là encrypt traffic đó để make sure that source hay là destination are communicate kia bạn. Mũi tiết cứ session layer. Session layer nó cứ bậc cao lớn để establish high maintenance từ lơ session rồi viên source hay là destination. Giờ mà đi phòng đáy thì client hay là server model. Trên client hay là server model cứ chia model đại client nâng chỉ nhận đại request server chỉ nhận đại response. Vấn đề là không phải được phía bạn này thay on chẳng hạn client ai đã tôi chỉ server phó ai đã tôi chỉ client phó. Chẳng riêng dương của bạn đi phòng đại phí HTTP đại miền common message type get post hay nâng put get request post cứ dùng port data tối
upload data thông thường. Email có dự bản riêng bị protocol bay tầm khăn tầm khăn cứ SMTP, cứ Simple Mail Transfer Protocol, POP, hay nâng IMAP. Chứng SMTP cứ chỉ protocol đã bà bà nằm bay send email, POP bà bà nằm bay retrieve email, còn tại bay retrieve nâng cứ bàn store data nâng nơi lỡ application, client application này. IMAP có miền function đối POP đáy, sẽ để biết khó cứ IMAP viên nâng store data nơi lỡ client application. Như các bạn điện tổng IP DNS đã chia protocol đảm bảo translate bị IP bị chung một từ IP IP từ chung một chẳng DCP cứ bảo ra đảm bảo bỏ IP dynamic trên những điện DCP dừng điện buồn process mà này cứ tìm mối discover offer request hay là acknowledgement nếu các nó đi DCP version 6 có miền request điện của này cứ solicit advertise request and then reply vì sự điện chúng mới đang đổ ra này nếu nó FTP FTP chỉ protocol đồng bài transfer file trên FTP para para port P việc copy DHCP copy DNA ủ tiêu đời DHCP nhất para port hạ bấy UDP thì có TCP DNA DNA para para protocol tại mỗi thế tại FTP para para P protocol TCP port lên một phẩy mỗi phong TCP port lên một phẩy phong trên port lên một phẩy mỗi para para đồng bài control traffic TCP port lên một phẩy para para xâm rập data transfer trên dịch tu tới FTP I push hay nâng pull data trên P FTP server trên push bà này thà upload pull bà này thà download hay dân trong bà chọc dùng bà lên P SMB message chắc những cái ta anh đang chọc vào phần này khi dân miền sầm nuôi nhau mặt biển còn nó cũng và chân ao mơ phải chia đọc đọc từ đọc ra một tí sao đó bớt dần chia miền sầm nuôi bắt đầu thì nó dừng lại thị xa cái này chứ quay cái lo nhom từ nhom gì chẳng tới thì giờ tôi mới xin nuôi là sạc bạc bộ từ slide xem xem sẵn mở luôn này với miền slide ngọt này mình chưa này chân ai mở từ bớt dần chia miền sầm nuôi thì ngày đi sạc này ba bạn